Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Nhà đẹp Tân Á. Và cứ đến hẹn lại lên. Hôm nay tôi, Hiếu Anh sẽ giới thiệu cho bạn một mẫu nhà một tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại mái Thái. Đây là nhà của anh Bắc ở Hà Nam. Và đơn vị chúng tôi là một đơn vị thiết kế có uy tín ở khu vực miền Trung, mà trong đó thì anh Bắc thì ở Hà Nam. Và với quy cách làm việc của chúng tôi thì khi anh Bác tìm hiểu thì anh cũng là rất kết với lại đơn vị Tân Á thiết kế của chúng tôi làm việc với anh, cho nên là anh đã quyết định là chọn đơn vị của chúng tôi thiết kế ngôi nhà cho anh. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu nhà anh Bác ở Hà Nam ở trên kênh YouTube của chúng tôi, Nhà đẹp Tân Á. Ở trên kênh của chúng tôi sẽ có đầy đủ các mẫu nhà từ nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4, biệt thự cổ điển, tân cổ điển, classic, vân vân. Các bạn có thể lên đây để tìm hiểu các mẫu nhà cũng như là tìm hiểu thêm, hiểu biết thêm các cái kinh nghiệm mà các kỹ sư và kiến trúc sư hàng đầu của chúng tôi chia sẻ lên đây, kinh nghiệm thi công cũng như là chúng tôi có một đội ngũ thi công trọn gói sẽ có những cái video chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình làm nhà, ngôi nhà mơ ước của chúng ta. Vì vậy các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi, Nhà đẹp Tân Á. Nhà đẹp Tân Á, và ấn vào nút đăng ký để nhận được tất cả những thông báo mới nhất và những video mới nhất mà chúng tôi cập nhật update lên. Hoặc các bạn cũng có thể vào trang web nhà đẹp tân á.vn để cùng tìm hiểu những mẫu nhà mới, mẫu nhà hoàn toàn mới mà do thiết kế theo phong cách thời thượng nhất do các kiến trúc sư hàng đầu của chúng tôi thiết kế. Vâng. Thì mời quý vị và các bạn hãy đăng ký hoặc là vào trang website của chúng tôi để tìm hiểu. Và bây giờ hôm nay chúng ta sẽ đến với ngôi nhà của anh Bắc ở Hà Nam. Thì như các bạn thấy, đây là một ngôi nhà một tầng mái Thái. Nó rất là đẹp. Vì với thiết kế với phong cách hiện đại mà kết hợp mái Thái thì nói chung là rất là đẹp. Vì khi mà bạn phải hiểu rằng khi mình sử dụng hệ mái Thái, tức là mái Thái thì chắc chắn là nó sẽ đắt hơn là mái Nhật cũng như là mái đồ bằng, chắc chắn là nó sẽ là hệ mái đắt nhất ở trong ba hệ mái còn lại. Vì bây giờ thiết kế nhà thì chúng ta thường sử dụng hệ mái Thái này, mái Nhật luôn này, rồi mái đồ bằng đấy. Và ở đây hệ mái Thái thì cái chi phí xây dựng nó là thuộc thuộc dạng là cao nhất trong ba thể loại thiết kế mái. Các bạn thấy hệ mái Thái thì chúng ta thường là đổ đua ra giật vào đấy. Vì ví dụ như mái Nhật thì là bê tông ở đâu là mái đi theo đó, còn mái Thái thì chúng ta là hệ mái là giật ra giật vào, rít chắc với lại bê tông. Đấy, các bạn thấy đây là hệ, tức là nó sẽ có cái phần thu hồi của hệ mái. Đây, các bạn thấy tôi sẽ chiêm cùng cùng view toàn cảnh ở trên cao xuống hệ mái của nhà anh Bắc. Đây hệ mái mái Thái mà sử dụng hệ màu ngói là ngói ngói đỏ ở hai hai ba các cái vị trí đỉnh mái cao nhất, gọi là vì mái thì chúng tôi bố trí cột thu lôi chống sét đảm bảo an toàn cho ngôi nhà. Đây các bạn thấy hệ mái Thái thì nó cũng tương đối là đơn giản thôi, nó không nhiều nhiều hệ mái như là mái Nhật, nhưng mà nó phải đòi hỏi cái độ dốc nó cao cũng như là khi thi công các bạn phải đặc biệt lưu ý ở cái phần thu hồi này, nó phải chính xác. Thu hồi ở mái Nhật thì nó sẽ rơi vào đua bê tông ra nó sẽ rơi vào tầm 60 phân, còn ở mái Thái thì có thể là đua ra có thể hơn 1 mét. Đây các bạn phải đặc biệt lưu tâm ở đoạn hệ mái này. Và đây các bạn thấy toàn bộ hệ mái đây. Đấy, chúng tôi thiết kế đây thì có cái phần phần đua ra hệ xeno mái đây, nó đua ra rất là đẹp. Đấy, có máy chính máy phụ, như là khi chúng ta sử dụng máy Thái thì chúng ta nên kết hợp giữa máy chính máy phụ nó phải hợp lý. Và cái phần thu hồi, đặc biệt là cái phần thu hồi này là phải tính toán thật là kỹ lưỡng chứ không phải là mình làm theo kinh nghiệm được. Và các bạn thấy ở dưới mái ấy là có chúng tôi cho đắp các cái phù điêu. Đây các bạn thấy các phù điêu, và
bố trí sơn. Đây các bạn thấy ví dụ như ở Phú Điêu thì chúng tôi bố trí ốp gạch xung quanh đây. Đây là các vị trí ốp gạch và đây là sơn, sơn màu cam, nó sẽ làm nổi bật lên. Và có các cái đường chỉ âm như phào phào nổi đây, các bạn thấy chỉ âm phào nổi đây, chỉ âm này, phào nổi này, nó sẽ làm tương phản nhau, nó làm nổi bật lên cái mặt tiền của ngôi nhà mình. Và vì là anh Bắc là mệnh hỏa cho nên là anh cũng muốn một ngôi nhà của mình nó cũng thuộc là cái màu sắc thì nó cũng tương đối là phù hợp với mệnh của anh đấy. Màu sắc này các bạn thấy đây, nó cũng tương đối là màu sắc là nó rực rỡ, gọi là vì anh Bắc là mệnh hỏa. À, các bạn thấy đây chúng tôi thiết kế thêm các cái hệ mái phụ ở đằng trên cửa sổ đây, các bạn thấy đây. Đấy, các cái mái đua ra cũng kết hợp lợp ngói, các bạn thấy nó rất là đẹp, vừa nó vừa chắn mưa chắn nắng cho cửa sổ cũng như là tạo cái thẩm mỹ đằng ngoài cho ngôi nhà. Đó, các bạn thấy dọc tường thì chúng tôi cho sơn màu vàng như là sử dụng hệ gạch chỉ âm đây, các bạn thấy. Đó, ở đây hệ cột đây có bố trí các cái đường phào phào nổi cũng như phào chìm ở dọc hệ cột đây, có hệ đèn downlight, các bạn thấy đèn downlight đây. Đây nó rất đẹp, khi buổi tối mà chúng ta bật đèn lên thì nó sẽ tương phản màu sắc, nó sẽ chiếu lên làm ngôi nhà của chúng ta rất là lung linh đây. Và đây hệ cửa chúng ta tôi thiết kế cho anh, đây có cửa chính này, cửa phụ này và hệ cửa sổ sử dụng hệ nhôm hệ. Đây, cửa cửa chính cửa phụ thì sử dụng hệ cửa gỗ, chúng tôi thiết kế cho anh đấy là sử dụng thiết kế cho anh luôn là người sử dụng hệ gỗ gỗ đỏ. Giờ vì anh đã cũng có sẵn ở gia đình cho nên là chúng tôi cũng tương màu gỗ gỗ đỏ vào trong bản vẽ của mình luôn. Đấy, các bạn thấy gỗ cửa phụ thì dùng sử dụng hệ gỗ pano kính. Đây, các bạn thấy đây pano kính đây nó rất đẹp. Đây, cửa chính cũng sử có pano kính ở đằng trên cái lam kính nó rất đẹp. Đấy, và hệ cửa cửa sổ thì sử dụng hoàn toàn bằng hệ nhôm hệ. Đấy, các bạn thấy nếu như ở phòng khách thì chúng ta muốn sang trọng hơn, chúng ta có thể đặt một cái khung gỗ đằng ngọn đằng trong cái hệ nhôm hệ này. Và toàn bộ ngôi nhà là thiết kế rất là hợp lý và đẹp. Đấy, các bạn thấy. Đây, các bạn để ý cái hệ bậc lên của ngôi nhà có 5 bậc. Đây, các bạn thấy nó rất là đẹp ở hai bên. Đấy, sử dụng bao quanh cái chân cột đấy là đấy. Và ở các vị trí tường tường móng thì chúng tôi cho ốp gạch chỉ. Đấy, các bạn thấy ốp gạch chỉ như là về vị trí chân chân trụ này thì chúng tôi cho ốp đá tự nhiên. Đấy, các bạn thấy các đá tự nhiên này nó sẽ rất là sạch. Và hệ hệ bậc bậc lên xuống của ngôi nhà ấy, ốp đá tự nhiên nó sẽ rất là sạch. Và các bạn thấy đây toàn toàn cảnh ngôi nhà một lần nữa. Đấy, ở đằng sau khu đằng sau đây chúng tôi thiết kế đây là một khu cả nhà vệ sinh kết hợp với lại có sân cát nó rất là rộng. Đây, các bạn thấy sân cát sử dụng này thì sắt tính điện và sắt sơn tính điện cũng như là kính cường lực đấy, lấy sáng cho căn phòng đấy, nó rất là đẹp. Các bạn thấy toàn cảnh ngôi nhà, với tôi sẽ giới thiệu qua với cái chi phí xây dựng của ngôi nhà này thì đây là ngôi nhà của anh Bắc với thiết tổng kích thước đấy là 7 nhân cho 16,8 mét, coi như là 7 nhân 17 mét. Nó chi phí đầu tư nó chỉ 700 triệu, 700 triệu đồng cho một ngôi nhà nó rất là đẹp đấy. Và với công năng đây, một phòng khách, một phòng bếp ăn, một phòng thờ, ba phòng ngủ và một phòng tắm, hai nhà vệ sinh, một sân cát. Đấy, các bạn thấy với chi phí đầu tư này và công năng như thế này nó sẽ rất là hợp lý và ngôi nhà cũng rất là đẹp lung linh. Đấy, các bạn thấy đây toàn cảnh ngôi nhà của anh Bắc ở Hà Nam mà đơn vị Tân Á của chúng tôi thiết kế thì các bạn thấy anh Bắc ở Hà Nam mà tin tưởng vào đơn vị Tân Á của chúng tôi để chúng tôi thiết kế cho anh thì các bạn phải hiểu là
cái đơn vị thiết kế tân hóa của chúng tôi làm việc nó phải uy tín như thế nào. Và khi các bạn làm nhà, dù người chúng ta sẽ bỏ ra một cái chi phí rất nhỏ để thuê thiết kế, nó chỉ rơi vào tầm 20 triệu thôi, nhưng mà đơn vị thiết kế nó sẽ lo hết từ A đến Z cho các bạn. Mình không phải lo về cái chuyện làm nhà, ngôi nhà mơ ước của mình, mình cứ thoải mái, và sẽ có bên thiết kế sẽ lo cho các bạn, lo từ khâu chi khâu là bóc tách dự toán chi phí, cũng như là kiểm soát được cái thời gian thi công, rồi kiến trúc công năng của ngôi nhà, và sẽ có đơn vị giám sát sẽ làm việc trực tiếp với nhà thầu để ngôi nhà mình lên được làm đúng với thiết kế ban đầu. Đấy, các bạn thấy đây. Và bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn về kiến trúc công năng của ở trong nhà anh Bắc. Thì nhà anh Bắc thì gồm có phòng khách 20 m², phòng bếp ăn 20,3 m² và 3 phòng ngủ. Phòng ngủ thì 3 phòng ngủ đều rộng là 10 m². Các bạn thấy đây, có đằng sau có khu nhà tắm rất rộng, nhà tắm 4 m², nhà vệ sinh 1,5 m², hai nhà vệ sinh đây, các bạn thấy nó rất là rộng, rất là rộng. Và có khu sân cát đây, các bạn thấy khu sân cát ở đây là có một bậc tam cấp này, bậc tam cấp để đi lên ngôi nhà. Khu đằng sau này chúng ta sẽ hạ cốt, với đây là có bậc tam cấp. Và các bạn thấy ở có khu sân cát rất là rộng đấy, trong ngôi nhà có sân cát thì mình sử dụng có công năng nó đằng trong, nó rất là hay, rất là bố trí hài hòa với thiên nhiên. Hay các bạn thấy khi mà chúng ta có cái không gian thiên nhiên cây cảnh ở trong nhà thì cảm giác vào ngôi nhà rất là thư thái. Đây là toàn cảnh công năng sử dụng của nhà anh Bắc ở Hà Nam mà do đơn vị Tân Á, nhà đẹp Tân Á của chúng tôi thiết kế. Và các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để các kỹ sư cũng như kiến trúc sư hàng đầu sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn về ngôi nhà mơ ước của chúng ta. Vì khi chúng ta các bạn chưa cần phải là ký hợp đồng, mà chúng tôi sẽ tư vấn trước cho các bạn, tư vấn miễn phí cho các bạn. Vì vậy các bạn hãy liên hệ với chúng tôi. Và vừa rồi là tôi đã giới thiệu nhà anh Bắc ở Hà Nam. Thì cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video, và mời quý vị và các bạn cùng đón xem những video tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ lên trên trang YouTube Nhà đẹp Tân Á của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn.